Hello các bạn, tiếp tục cái máy nâng cấp và sửa chữa nha các bạn. Thì hôm nay mình nhận được con máy của anh Phương đến từ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Anh gửi cho mình máy này để nâng cấp, thứ nhất là làm chế độ thả, thứ hai đó là yêu cầu làm cho đánh rô phi. Mình thấy cái anh này nhu cầu nó hơi cao nha các bạn. Tại vì máy nâng cấp sửa chữa mà anh đòi vừa làm đánh rô phi cho nó hiệu quả mà vừa làm chế độ thả thì mình chỉ chọn một trong hai thôi các bạn. Phải chỉ mà cái con máy mới á, lắp ráp mới hoàn toàn á, thì mình có thể sử dụng mà CU hoặc là bích nhiều chế độ. Thì có thể dành riêng cho nó một chế độ đánh goofy và dành riêng một chế độ thả thì nó sẽ hiệu quả. Nó không chạy nổi bạn, nó cạch cạch. Rồi chạy ha. Mình để tới 3000W rồi nó không chạy ha. Rồi đây là chế độ lì, đây là chế độ chọn ha. Áp thấp, áp cao, này có hai cấp áp nha bạn. Rồi ok, khi anh gửi về thì con máy nó hiện trạng như thế này, nó bung cái mạch băm ra nha các bạn, nhưng mà không thành vấn đề gì đâu. Mấy cái này thì mình làm mình sẽ sửa chữa lại, thì tí xíu là mình sẽ điện thoại mình đo áp xong xuôi cho mình sẽ điện thoại mình báo giá cho khách. Trường hợp mà anh em sửa máy, nâng cấp máy á, mà cái biến áp nguồn chính á, mà vẫn giữ nguyên á, thì giá thành nâng cấp nó sẽ rẻ hơn là phải làm lại ha. Đây nó bung ra hết trơn rồi, ok bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo áp và làm máy này. Cái bo này trên máy này có chết hai con phét nha bạn, nó bị nám hết hai con điện trở, chết hết hai con phét. Bên đây thì không thấy gì rồi, ok ha. Máy chạy 2W60 khá ồn nha bạn. Con này thì mình sẽ đo áp xong xuôi chân rồi mình sẽ nhận giá. Cảm thấy được thì làm nha bạn nha, còn cảm thấy không được thì thôi, không vấn đề gì đâu. Thì khách họ quan trọng là ý kiến của khách thôi, khách cảm thấy giá nó hợp lý thì làm, còn cảm thấy không hợp lý thì thôi không làm, vậy thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ điện cho khách nha. Máy này thì xử lý làm lại hết phần băm nha bạn, phần áp nguồn thì mình chưa có đo, tí nữa mình sẽ đo mình làm luôn. Máy này mình nhận giá khách nâng cấp lên vừa thả cáp vừa đánh vợt là 1 triệu nha bạn nha. À, rồi cái bo nguyên cái phần băm này thì chỉ giữ được cái bo mạch này thôi. Rồi ok nha bạn, giờ tiến hành làm tiếp. Phần băm này chỉ giữ lại đúng cái bo này với bại bang SCG này thôi, mà bang SCG được thì để, còn không được thì thay luôn nha. Nhưng mà cái này mình thấy bo này xài cũng ok các bạn, linh kiện này cũng ok, không có cần phải thay bang SCG này đâu. Ok ha, giờ tiến hành làm tiếp nha bạn. Ok xong ha, thì nguyên phần mạch băm mình thay thế hết cái phần nguồn thôi. Thì bây giờ máy nó sẽ hoạt động, tí nữa thay cho kẹp bình, tại vì nãy giờ làm mọi quá quên, thay luôn kẹp bình mới cho nó xong ha. Bây giờ tạm thời quay video thôi, test luôn cho nó rồi ha. Đầu tiên là công tắc này đã chuyển thành 3 chế độ đó, chế độ một vợt nè. Rồi chế độ đánh lì, đánh cầu phi thì cứ chỉnh chế độ lì và đánh thôi, không có gì ấy hết á. Rồi chế độ thả, khi bật qua chế độ xung ra bật thả thì dặn cái nút này thấp nhất, rồi tăng chỉnh nút này lên từ từ. Cái phần cáp thì mình sẽ hướng dẫn ha, hướng dẫn sơ bộ thôi, chứ còn máy của anh em chứ không phải máy của mình làm, cho nên mình chỉ hướng dẫn sơ bộ cho anh em sử dụng thôi. Công tắc chuyển áp thì mình giữ nguyên cái vị trí, ở dưới này là sâu nè, bật lên trên là cạn. Lưu ý nha, khi thả cáp á, thì bật lên cái chế độ cạn á, tức là chế độ nước đục nước phèn á, thả. Tại vì khi mình đi thả cáp là mình thả tới 12 sợi dây lận, chứ không phải là ít, 12 hoặc là 8 sợi. Cho nên là cố gắng là bật lên chế độ này, còn đánh vợt thì có thể bật chế độ áp cao cũng được. Đó, còn bình thường thì cứ bật thả cáp thì bật chế độ áp thấp thôi. Áp cao quá thì đánh cá nó dễ bị sổng lắm, với lại cái nữa xung lan rộng quá cá nó giật mình nó chạy trước. Rồi chế độ lì, lưu ý nha, con máy này mình nhắc lại nó không hề có chế độ bảo vệ, cho nên là tuyệt đối là không chập vợt nè, không để cho chập cáp nè. Đó, chế độ bảo vệ nó không có thì mình không có cách nào để mình làm cho anh em được hết ha, cho nên là anh em cũng phải hiểu cái phần đó giùm. Rồi ok, máy của anh Phương, khách hàng ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ha. Làm hoàn thiện xong rồi, bây giờ mình thay cho anh cặp kẹp mới nữa, kẹp đồng bự. Rồi tiến hành gói máy và gửi cho anh thôi. Cái mạch băm mình gia cố lại rồi ha, bắn hai ngóc xuống rồi, chỗ đấy hộp luôn. Rồi ok,
rồi gửi về tới bển mà nó bung ra nữa thì thôi mình chịu, chứ không có cách nào hết. Thì tí nữa mình cố gắng mình gia cố thêm 2-3 con ốc nữa anh em, tại nó còn 2-3 chỗ nữa dặn ốc được, mình sẽ dặn ốc bắt nó xuống cho thiệt là cứng để khi gửi về tới nơi thì nó không bị hư, không bị xịt sọt gì hết, khách hàng sử dụng nó mới ok được. Ok ha, mình đã cố gắng làm hết sức mình đối với con máy này và không thể nào đạt 100% giống như máy mới. Máy mới mình làm được đó, cái điều đó là anh em bắt buộc phải hiểu rồi, tại vì không phải là cái bo băm không mà nó còn liên quan tới rất nhiều thứ, kết cấu mạch rồi vị trí sắp xếp linh kiện rồi phối hợp các linh kiện với nhau như thế nào nữa, rồi biến áp quấn như thế nào nữa, rồi cái hiệu suất của mạch nó như thế nào nữa, nó rất là nhiều thứ, cho nên là chỉ mang tính chất tương đối thôi chứ hiệu quả 100% thì không thể đâu nè. Đó rồi ok,